Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin các đại gia đã sập bẫy vỗ béo rồi thịt của lãnh đạo Việt Nam như thế nào. Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, một nguồn tin khả tín đã với tờ Thời báo.de rằng vạn sự đã an bài. Cụ thể, vụ án sẽ không mở rộng điều tra lên trên mà sẽ đi theo chiều ngang. Nghĩa là cơ quan chức năng sẽ tập trung giải quyết thu hồi các tài sản liên quan để xem xét bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư, người mua trái phiếu. Nguồn tin cho biết thống đốc, lãnh đạo, các chuyên viên hàng đầu của ngân hàng nhà nước đã lên nhiều kịch bản đối phó khác nhau để đảm bảo ổn định về kinh tế vĩ mô. Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan sẽ kết thúc trước Tết Nguyên đán 2024 trên tinh thần hòa cả làng. Và câu hỏi trùng cuối là ai sẽ không có câu trả lời. Những tin tức vừa kể trên phù hợp với một kịch bản đã được loan truyền trong giới thạo tin từ lâu nay. Đó là chính sách kinh tế tay không bắt giặc do ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị sẵn. Với chiêu thức có tên rằng nuôi béo rồi thịt rất ít người biết. Đây là chính sách làm kinh tế thu rất nhiều lợi nhuận. Đảng không phải bỏ vốn mà lại còn được người ta mang ơn. Đây là kịch bản được dâng sẵn cho các đại gia nổi tiếng như Trịnh Văn Quyết, FLC, Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàn Minh và mới đây nhất là Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát. Tất cả đều có kết như nhau rằng tịch thu tất cả tài sản của các đại gia, còn đảng thì được cả tiếng và cả miếng. Quan trọng hơn, người dân Việt Nam, đặc biệt ở tầng lớp trung lưu, những người gom góp tiền của tài sản để mua trái phiếu, chơi chứng khoán v.v. cuối cùng cũng mất hết cho đảng. Nhưng về danh nghĩa, dân chúng trắng tay là do các đại gia tỷ phú lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của họ, còn đảng nắm tiền, giữ tài sản của các đại gia như đảng vẫn vô can. Trên thực tế, các đại gia ở Việt Nam ban đầu được đảng tạo điều kiện cho làm giàu rất nhanh. Không những thế, truyền thông nhà nước còn giúp PE quảng cáo tuyên truyền không công, xây dựng hình ảnh cho cá nhân cũng như doanh nghiệp rất hoành tráng. Ban đầu, các doanh nghiệp và các đại gia nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo nhà nước. Họ được gặp gỡ các lãnh đạo của đảng, nhà nước, được chụp ảnh kỷ niệm, thậm chí còn được tặng thưởng cả huân chương lao động, nhiều hạng khác nhau vì thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Khi ấy, quan hệ giữa các đại gia với giới lãnh đạo đảng, nhà nước rất chân tình, đầm ấm. Lãnh đạo cấp cao như người trong gia đình vậy, việc gì khó đã có anh Tư, chú Sáu đứng sau chỉ đạo, giúp đỡ tận tình. Ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FEC. Trong khi công cuộc chống tham nhũng vẫn được tiến hành mạnh mẽ, các đại gia cứ nghĩ là họ là doanh nhân có hạng, được bảo kê không ai dám đụng đến, để rơi tới lúc đủ béo đảng sẽ thịt, và kết thúc là đại gia sẽ trắng tay và đi tổ. Thậm chí đảng còn cố tạo ra những lỗ hổng để dụ các đại gia vào chồng, vì đảng biết rõ lũ đại gia toàn là tay trắng đi lên, làm gì có tiền. Kể cả giàu như Trương Mỹ Lan, xuất phát điểm cũng chỉ là một tiểu thương bán vải ở chợ An Đông, cũng đều là tay không bắt giặc. Mà đảng biết người nào trong số họ cũng đều tham. Khi có lãnh đạo đảng đứng sau lưng chống lưng, họ càng lao vào kiếm tiền như thiêu thần vậy. Chiêu bài mà đảng tung ra để dụ dỗ chính là đất đai của quốc gia. Ban đầu đảng bán cho vài lô đất với giá rẻ như cho để làm vốn. Khi đó đảng mới rỉ tai nói nhỏ, tiền trong dân nhiều lắm, hãy tìm cách moi ra mà sai. Đồng thời, cả hệ thống chính trị bao gồm cả đảng và chính phủ sẽ đồng hành với doanh nghiệp trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ. Chính phủ sẽ chỉ thị cho ngân hàng nhà nước, ủy ban chứng khoán, kiểm toán nhà nước v.v. tạo điều kiện hết mức, bật đèn xanh cho các đại gia thông qua kinh doanh chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp để hút tiền từ dân theo chiêu thức này là mỡ nó, dán nó. Ban đầu cho phép các đại gia được phát hành trái phiếu doanh nghiệp vô tội vạ, ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ sát cánh, tạo điều kiện cho kinh doanh, kể cả cho phép lũng đoạn, gian dối, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tha hồ mà tô vẽ, vẻ đẹp để làm mồi nhử cho dân tham lam, vào chồng càng nhiều càng tốt. Cựu thống đốc ngân hàng nhà nước, chánh văn phòng trung ương đảng Lê Minh Hưng. Làm như thế có cái lợi là những anh Tư chú Sáu sẽ rất an toàn, chẳng mất tí mồ hôi nào, sống bằng nghề bảo kê cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp lại quả thì có bao nhiêu tao cứ lấy,
và không quên câu tớ cảm ơn. Nhưng trên tinh thần hoàn toàn không vụ lợi, có tố ngược cũng chẳng sao. Đến khi Đảng chăm bẵm cho Béo rồi thì Đảng sẽ làm thịt. Khi đó Đảng coi như không liên quan và bảo tài sản đất đai nhà nước thu lại đó là sở hữu của toàn dân do Đảng Thống Nhất quản lý, đâu phải của các đại gia. Thiếu nước Đảng nói toạc móng heo ra rằng Đảng mượn tay đại gia làm giàu cho nhà nước và mượn tay các đại gia để moi tiền của dân. Đến khi dân đòi nhà nước phải có trách nhiệm, Đảng sẽ hỏi ngược lại, cho ai vay thì đi đòi người đó. Dù rằng tiền bạc tất tần tật đều nằm trong hầu bao của Đảng. Do vậy có người khuyên, những nạn nhân của Vạn Thịnh Phát đừng hy vọng gì nữa. Tiền của các vị gửi cho SCB, Vạn Thịnh Phát đã nằm trọn trong hầu bao của Đảng. Nhưng Đảng thì vô can, nên Đảng không có trách nhiệm trả lại cho quý vị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin các đại gia đã sập bẫy, vỗ béo rồi thịt của Đảng và lãnh đạo Việt Nam như thế nào. Vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan, trùm cuối là ai? Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập từ năm 1992. Giới quan sát nhận xét, một mình bà Trương Mỹ Lan không thể làm mưa làm gió để gây thiệt hại lớn chưa từng thấy đến như vậy, mà phải có sự bao che tiếp tay của quan chức cấp cao, thậm chí là cấp cao nhất trong bộ máy đảng và chính quyền ở Việt Nam. Theo kết luận điều tra của C03 Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan đã lợi dụng danh nghĩa cổ đông chính của ngân hàng SCB và bằng các thủ đoạn gian dối, bà Lan cùng đồng bọn đã rút ruột hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng và gây thiệt hại tới 64.000 tỷ đồng. Đó là số tiền do ngân hàng SCB huy động từ người dân và các doanh nghiệp khắp nơi trong cả nước. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong các vụ đại án tham nhũng ở Việt Nam gần đây, mạng xã hội đã sử dụng một thuật ngữ là trùm cuối để chỉ những kẻ cầm đầu có vai trò chính trong việc biển thủ tài sản nhà nước cũng như chiếm đoạt tiền của nhân dân. Song việc xác định trùm cuối của các đại án vừa qua, danh tính của trùm cuối chỉ là tin đồn. Câu hỏi trùm cuối là ai trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan cũng được dư luận hết sức quan tâm. Cách đây hơn 10 năm đã có tin đồn đoán cho rằng ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chính là kẻ trực tiếp chống lưng và hậu thuẫn cho bà Lan. Tới mức dư luận nghi ngờ chủ sở hữu thực sự Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan hay của ông Lê Thanh Hải. Vì nhiều chứng cứ cho thấy mối quan hệ chủ và khách giữa ông Hải và bà Lan lẫn lộn lung tung, không biết đâu mà lần. Theo Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh: vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ và tham ô tài sản. Trước đó vào cuối năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã bị truy tố về tội lừa đảo trong việc phát hành trái phiếu. Cho đến nay, một trong những lãnh đạo cao nhất bị truy tố và bắt giam là bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà Nhàn bị truy tố với tội danh là nhận hối lộ lên tới 5,2 triệu đô la từ ngân hàng SCB để bỏ qua những sai phạm của ngân hàng này. Điều đó cho thấy cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nỗ lực giữ lấy bình, quyết không để lộ hay truy tố những con chuột cống cỡ bự. Đó là những kẻ mà ai cũng biết. Bộ ba xe pháo mã Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng và Lê Thanh Hải. Giới quan sát khẳng định nếu không có cán bộ cấp cao chống lưng thì đố mà Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan dám làm bậy. Nhất là trong hệ thống kiểm soát chặt chẽ của nhà nước Việt Nam như hiện nay. Thậm chí một con kiến cựa quậy người ta cũng thấy rõ. Trong khi đó mấy chục năm qua, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan có nhiều hoạt động làm ăn lớn ở Sài Gòn với những hành động tự tung tự tác, tung hoành ngang dọc như trốn không người, thì sao giới lãnh đạo lại không hề thấy đây? Cách đây khoảng hơn 10 năm, trước pháp đình, bị cán Dương Chí Dũng, cựu Cục trưởng Cục Hàng hải đã khai ra mối quan hệ của bà Trương Mỹ Lan với Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Qua đó cho thấy bà Trương Mỹ Lan có mối quan hệ khủng khiếp đến cỡ như thế nào. Nhưng vấn đề là lời khai chấn động đó liên quan đến các quan chức cấp cao đã lập tức chìm xuồng, không ai dám nhắc tới, chứ đừng mong cơ quan có trách nhiệm sẽ điều tra, làm rõ. Công luận đặt câu hỏi, bao nhiêu năm nay, ai cũng biết Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan có những sai phạm
lớn như thế, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của nhiều quan chức cấp cao, vì sao phải đến cuối năm 2022 mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bà Trương Mỹ Lan, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đương kim Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng? Phải chăng chỉ tới khi quá trình rút ruột ngân hàng SCB của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã mất kiểm soát, khối ung nhọt đã đến lúc bục vỡ không thể cứu nổi, thì bà Lan mới bị bắt để mà điều tra? Một cựu lãnh đạo cấp cục ở Hà Nội cho Thời báo.de biết, với điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh, cho rằng những người như bà Trương Mỹ Lan có thể ăn cướp trắng trợn tiền bạc của nhà nước, của dân với số tiền lớn khủng khiếp như vậy, chắc chắn phải có thế lực cực mạnh chống lưng cho họ. Người này cũng cho biết thêm, bây giờ cứ chăm dâu đổ đầu tằm, đổ hết cho thanh tra không ai người ta tin, vì thanh tra không thể nào qua mặt được lãnh đạo của họ. Theo giới thạo tin, việc điều tra tìm chùm cuối, kẻ đứng trên cao nhất, tổng chỉ huy trong việc giúp sức cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan không khó. Vấn đề là có chịu làm hay không đây? Cứ gõ đầu các cựu thống đốc ngân hàng nhà nước qua các thời kỳ từ năm 1992 cho đến nay, đó là Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng và Nguyễn Thị Hồng, là sẽ ra tất tần tật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan, chùm cuối là ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.